Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm Tin Bóng Đá. Và sau đây mời quý vị và bạn đến với phần cập nhật tin tức bóng đá mới nhất trong buổi chiều ngày hôm nay, 22 tháng 4. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn 3 vòng đấu nữa là khép lại giai đoạn 1 của V-League. Thầy trò huấn luyện viên Kean Deschamps nhiều khả năng sẽ lên ngôi vô địch ở lượt đi và họ cũng tràn trề cơ hội đăng quang sau 17 năm. Lần gần nhất Hoàng Anh vô địch là năm 2004, cũng dưới thời Kean Deschamps trong vai trò cầu thủ. Hồi đó thì giới chuyên môn rất dễ đoán ngôi vua dành cho đội bóng phố núi. Sau một mùa họ đăng quang với hàng loạt kỷ lục bị phá vỡ nhờ sự xuất sắc của dàn cầu thủ quốc gia Việt Nam và Thái Lan. 17 năm sau, đội bóng phố núi mới gặp thời cơ rất lớn để tiếp tục có ngôi vô địch lần thứ 3 sau nhiều mùa chật vật lo trụ hạng. Và dưới đây là 4 lý do hội tụ đủ thiên thời địa lợi nhân hòa giúp cho Hoàng Anh Gia Lai sẽ vô địch V-League 2021. Thứ nhất, khó cản nổi Hoàng Anh Gia Lai vào lúc này. Những đối thủ lớn có tham vọng bá chủ V-League với chỉ tiêu rõ ràng ở mùa này đều từng là bại tướng của đội bóng phố núi. Đương kim vô địch Viettel trên sân nhà đã thua nặng Hoàng Anh Gia Lai đến 0-3 như một đòn cảnh tỉnh cho họ gượng dậy để đeo bám thầy trò Kean Deschamps và hiện đang xếp nhì bảng với 19 điểm, kém chính đối thủ này một trận. Tương tự thì Á quân Hà Nội có chục trận gần nhất từ hòa đến thắng Hoàng Anh Gia Lai thì mới đây cũng ngã ngựa 0-1 trong chuyến làm khách đến sân Pleiku. Điều đáng nói là thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc không còn mạnh mẽ như ngày xưa và đang mệt mỏi tìm đường vào top 6 sau giai đoạn 1 để tránh mất mặt hơn là tranh vô địch. Đối thủ lớn khác như Đà Nẵng ở sân nhà đã thua Hoàng Anh Gia Lai 0-2 và chính cái là nội lực lẫn tham vọng của họ không có dáng dấp của nhà vô địch. Duy chỉ có trận thua của Hoàng Anh Gia Lai là trước Sài Gòn FC 01 ở trận khai mạc khi tân huấn luyện viên Kean Deschamps chỉ mới có hơn một tuần làm quen với học trò mới. 3 trận còn lại ở lượt đi, thầy trò Kean Deschamps lần lượt làm khách trước Thanh Hóa, về phần sân nhà tiếp BKM Bình Dương và chơi trên sân của Than Quảng Ninh. Đây là 3 trận đấu không hề dễ dàng và như những thử thách lớn cho Hoàng Anh Gia Lai chinh phục nửa đường V-League. Điều thuận lợi là chỉ cần thắng 2 trên 3 trận đó, đội bóng của Bồ Đức sẽ đăng quang sau lượt đi. Lý do thứ hai là độ chín của các cầu thủ. Tiền vệ Tuấn Anh hồi đầu mùa tự tin nói rằng anh cùng đồng đội năm nay không dành cả thanh xuân để trụ hạng nữa, mà ai cũng khao khát chức vô địch. Lứa trụ cột xuất thân từ học viện Hoàng Anh Gia Lai GMG đã 25-26 tuổi, không còn trẻ nữa và điều quan trọng là chỉ còn 1-2 năm nữa là cạn hợp đồng nên rất muốn tri ân Bầu Đức bằng một chiếc cúp V-League. Độ chín của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai thể hiện rất rõ trong cách tiếp cận trận đấu tự tin và thái độ thi đấu không khoan nhượng. Mỗi lần mất bóng, họ tranh cướp rất dữ dội từ phần sân đối phương. Học trò của Kean Deschamps cũng không ngần ngại đá giáp hoặc phạm lỗi từ xa trong khuôn khổ để tránh nguy hiểm, thậm chí là dùng cả tiểu xảo câu giờ để làm giảm sự hưng phấn của đối thủ. Từ rất lâu rồi thì các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đều có cảm giác là mình thiếu một người thầy đủ tầm và phù hợp để giúp họ nâng chất. Và khi nghe Bầu Đức nhắc đến cái tên Kean Deschamps thì các cầu thủ như cá gặp nước. Thứ ba, một Kean Deschamps quái kiệt. Diêu Cô Thái từng chưa thành công ở Hoàng Anh Gia Lai khi cầm quân ở mùa giải 2006 và 2010 với thứ hạng không được như ý. Tuy nhiên thì 10 năm lăn lộn với bóng đá Thái Lan đã giúp cho Kean Deschamps rút tỉa ra nhiều bài học kinh nghiệm trên bàn ghế huấn luyện với những chiến tích lớn. Cựu tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai đã không giấu giếm ý định là sẽ giúp cho các học trò thích nghi hơn với một sơ đồ chiến thuật 4-3-3 hoặc 4-4-2 bên cạnh hệ thống 3-5-2 đang vận hành trơn tru. Vấn đề của Diêu Cô Thái là cần các học trò nhuần nhuyễn đấu pháp hiện tại và chưa cần thiết phải thay đổi khi mọi sự vẫn yên ổn. Về chi tiết trong mỗi trận đấu thì ai cũng thấy Kean Deschamps dù chỉ sử dụng đội hình nòng cốt nhưng ở mỗi lần điều chỉnh thường giữ được tính hiệu quả như cái cách cho Công Phượng vào sân sau khi ngoại binh nhập tịch Đại Dương hoàn thành nhiệm vụ phá sức đối thủ. May mắn khác của Diêu Cô Thái đó là lực lượng dự bị là không quá chênh lệch và luôn sẵn sàng như lúc đặt Minh Vương thay thế hoàn chỉnh cho Tuấn Anh bị chấn thương. Thứ tư, cầu thủ thứ 12 và 13. Hoàng Anh Gia Lai đá sân nào thì cũng có lực lượng các cổ động viên rất đông đảo, cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài. Tất cả các mặt sân như Hòa Xuân, Lạch Tray, Hàng Đẫy, Thống Nhất hay Hà Tĩnh đều lập kỷ lục về khán giả, đều có sự hiện diện của thầy trò Kean Deschamps. Các cổ động viên như cầu thủ thứ 12 đã tiếp thêm lửa cho đội bóng phố núi chơi sung hơn và hiệu quả hơn. Cầu thủ 13 đó chính là Bầu Đức. Ông chủ của đội bóng phố núi từ rất lâu hiếm hoi đến sân vận động để cổ vũ cho các cầu thủ. Còn mùa này thì khác. Điểm khác biệt nữa là Bầu Đức luôn gần gũi với thầy trò Kean Deschamps, tự tay tháo gỡ những vướng mắc một cách nhanh gọn. Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nể ông và chơi bóng vì ông. Trước khi huấn luyện viên Kean Deschamps đến, Hoàng Anh Gia Lai là đội luôn ỉ ạch bởi ngoại binh lởm và không thích nghi được với lối đá của toàn đội. Việc chọn ngoại binh đó
có phần không nhỏ từ việc người quyết không phải là huấn luyện viên. Khi Kiatisak về thì mọi thứ đã thay đổi. Ít ra là Kiatisak sẽ là người thẩm định ngoại binh trước khi ký hợp đồng. Và lần đầu tiên Hoàng Anh Tuấn Anh có được một ngoại binh chất lượng, đó là tiền đạo Brandao, người góp công rất lớn trong việc làm nền hay tạo khoảng trống cho các nội binh Hoàng Anh Tuấn Anh, tận dụng khoảng trống và cơ hội. Kiatisak cũng là người phân định rạch ròi việc ai nấy làm, đặc biệt là ở khu kỹ thuật. Tất nhiên, điều này Di Cô Thái làm được là nhờ anh có tiếng nói rất giá trị với Bầu Đức và được ông Bầu này tin tưởng cho anh toàn quyền, chứ không bị hạn chế như nhiều huấn luyện viên trước. Trong một động thái khác liên quan đến huấn luyện viên Kiatisak của Hoàng Anh Tuấn Anh thì mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, anh một lần nữa khẳng định là không hề nói câu bóng đá Việt Nam 10 năm nữa mới đuổi kịp Thái Lan. Thưa quý vị các bạn, trong quá khứ, huấn luyện viên Kiatisak từng khiến cho nhiều cổ động viên bóng đá Việt Nam cảm thấy tức giận vì câu nói bóng đá Việt Nam 10 năm nữa cũng chưa đuổi kịp Thái Lan. Tuy nhiên thì đó có thể chỉ là lỗi dịch thuật khi chuyển ngôn từ Thái Lan sang tiếng Việt. Nghĩa là khiến cho nghĩa của câu nói đó mang tính tiêu cực. Mới đây nhất, khi chia sẻ lại chuyện này trên báo Giới, nhà cầm quân người Thái Lan đang dẫn dắt Hoàng Anh Tuấn Anh cho biết: "Tôi muốn giải thích lại một lần nữa cho rõ, ở đây có sự hiểu lầm trong giao tiếp. Khi tôi huấn luyện các cầu thủ đội tuyển Thái Lan, tôi cần nói như vậy để tạo động lực, sự tự tin cho các cầu thủ phấn đấu, tập luyện tốt hơn. Thực tế không có chuyện bóng đá Việt Nam thua bóng đá Thái Lan 10 năm. Khi tôi đến Hoàng Anh Tuấn Anh đào tạo các cầu thủ, tôi cũng phải tạo động lực, sự tự tin và quyết tâm cho họ. Tôi cũng nói với họ, nếu tập chăm chỉ thì không ai có thể đánh bại các bạn trong vòng 10 năm tới." Sau khi nhận lời Bầu Đức sang Việt Nam cầm quân, Kiatisak đã lập tức cho thấy sự mát tay của mình trên băng ghế huấn luyện khi giúp cho đội bóng phố núi và liên tục duy trì vị trí dẫn đầu trong nhiều vòng đấu. Khi được hỏi về việc là liệu có hài lòng với những gì mà mình đang làm hay không, Di Cô Thái cho biết: "Tôi chưa bao giờ hài lòng với chính tôi. Việc của tôi là luôn cố gắng hết sức, làm hết sức với tất cả niềm tin và những điều tốt đẹp nhất sẽ tới." Huấn luyện viên Park Hang-seo năm nay 62 tuổi và như tôi được biết, ông chưa bao giờ dừng lại. Ông vẫn học hỏi, cập nhật những phương pháp huấn luyện, chiến thuật tiến bộ nhất trên thế giới. Bóng đá cũng như cuộc sống luôn vận động, luôn phát triển và thay đổi rất nhanh. Nếu dừng lại, bạn sẽ lạc hậu và thất bại. Ở V-League, Văn Toàn và Công Phượng chưa phải là cặp song sát xuất sắc nhất. Tại V-League 2021, Hoàng Anh Tuấn Anh sở dĩ có thể bay cao là nhờ phong độ ấn tượng của hàng công, cụ thể hơn là màn trình diễn xuất sắc của cặp tiền đạo Công Phượng và Văn Toàn. Văn Toàn hiện đã có 6 bàn thắng cùng Tiến Linh, Edison, Conan dẫn đầu danh sách vua phá lưới, trong khi đó Công Phượng cũng kịp sở hữu 5 pha lập công. Tính ra thì cặp đôi này cùng nhau đem về 11 bàn thắng trên tổng số 19 pha lập công của Hoàng Anh Tuấn Anh. Dù vậy thì Văn Toàn và Công Phượng chưa phải là cặp song sát lợi hại nhất ở V-League năm nay. Hiện tại, cặp Conan và Rodrigo của Nam Định cũng đang sở hữu 11 lần ăn mừng. Nhưng nếu tính khả năng gây sát thương cho đối thủ thì cặp ngoại binh của đội bóng Thành Nam là nhỉnh hơn. Trong số 11 bàn thắng mà Conan và Rodrigo ghi được, chỉ có một quả phạt đền, trong khi đó Văn Toàn và Công Phượng đã 3 lần sút phạt đền thành công. Việc hai tiền đạo của Nam Định chơi hay cũng là bất ngờ thú vị. Chính phong độ làm bàn ấn tượng của hai chân sút này đã giúp cho Nam Định có mùa giải hay nhất kể từ năm 2018. Đội chủ sân Thiên Trường đã ghi tổng cộng 20 bàn, giành 5 chiến thắng và đang tạm xếp thứ 6 ở V-League 2021. Nếu duy trì được phong độ như hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ có khả năng sẽ lọt được top 6 đội đầu bảng, qua đó giành quyền đua vô địch, đồng thời trụ hạng sớm ngay sau trận 1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.